Hello, chào mừng các bạn đã đến với channel của Gà Con Siêu Quậy. Cảm ơn các bạn đã ghé qua bên kênh vlog hôm nay của mình. Thì hôm nay về quê hương Sóc Trăng các bạn ơi. Thì sẵn ra ao tôm của người em chơi. Nó trời nè, trời nè. Rồi cũng vô tình là cái có một cái ao. Cái ao của cậu mình ở đẳng chuẩn bị thu hoạch các bạn. Rồi hồi mình ở đẳng mình quay cho các bạn xem cái cảnh người dân thu hoạch tôm nha. Gió ở đây thì nếu như mà nắng và gió dữ lắm các bạn ơi. Các bạn nghe tiếng ù ù các bạn cũng thông cảm nha. Chung đại ở ngoài ao gió hơi nhiều. Đây là ao của cậu mình hả? Cách nước đầy quá chứ gì. Khỏe không? Không dấn xíu anh. Em ở đài truyền hình Vĩnh Long mới xuống. Ôi nó búng quá trời luôn các bạn thấy không? Cánh này nhiêu tấn cậu? Thằng đất đây thôi hả? Mà đất con đây với ai? Đất nói với ai hả? Đất nói đây chứ đất đây thằng có đất muốn con đây thôi hả? Ừ thì đó cũng cũng nam á. Nam để lại nam có để lại. Còn đất này là của bên, còn bên đây ra đây là của cô Năm, Năm nương. Con lòng mang không chứ đâu ở đây đâu không có gì vậy. Nhảy kìa. Chá quá, đừng thấy phải mấy cái nón kia lại. Ừ gì mới thấy. Chị Duyên hồi mình vô mình coi lại thấy là chá quá trời chá quá. Trời ơi. Con thường dưới kia. Rồi bắt cửa mà. Đầu bánh lậu kìa.
đó, xong một tay các bạn ơi. Ta này nãy giờ mấy vỏ quên rồi. 6 vỏ hả? Vỏ này khoảng nhiêu ký? Gì? Vỏ này có 40 ký á. Rồi tiếp tục kéo mẻ thứ hai các bạn ơi. Đây nắng núi, nắng nồi cháo quá. Quay quay vậy này, mình cũng không nhìn thấy gì luôn. Để hồi vô xem lại coi thấy thấy gõ hay không. Các bạn thấy nó nhảy không? Nhảy thấy ham không? Có tiếng gió hơi ồ, các bạn thông cảm nha. Ở đây ở ngoài ảo ao á. Ngoài ao gió nó hơi nhiều. Thank you.
đó. Chú vợ em vợ cái đầu què ông vợ lo đi hết luôn. Đi nhiều quá người ta sợ, nhưng mà đi ít quá ta la. Em đòi cơm ra được 3 người ăn hả? À, công ăn 2 trái thì ngon rồi. Khổ khổ, tắng tắng đập đá khi bắt nó oxy bắt ra tối tới sáng không? Khỏi nó muốn ăn hàm quá ha. Cái bán này nó để em nói cái gì? Đâu đâu có nhận đâu. Cầm cái bự quá tiện. Ừ. Chiều cái tới sáng. Nè, nó bị biển chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá trời luôn các bạn thấy ha. Mình ông vui một kẹo ngoài đưa cho mấy đứa thắng ăn vui nữa nè. Kêu nó không nghỉ rồi. Nó kêu ké cho nó sạch đi là ăn lâu dài. Nó kêu ké cho nó sạch đi là ăn lâu dài. Rồi nãy giờ các bạn thấy cái cảnh thu hoạch tôm thấy đã không, quá trời tôm nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn ơi, thì tổng cộng được 3 tấn 80 con, 80 con trên 1 kg. Chửi gì em nữa. Rồi mình với em mình vô đó nghe lên chọn chào con ơi. Chào gì nữa giờ nay chừng tạm biệt cái chào. Tạm biệt ơi. À giờ tạm biệt hả? Chúng mà giờ nãy giờ đứng nắng không? Làm nắng quá. Cực lắm mọi người ơi. Rồi bây giờ mình vô nghỉ mệt. Uống nước với ăn một miếng gì đây đỡ quá. Rồi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Nãy trong lúc kéo thì mình không thuyết minh được nhiều tại mấy cái nói chung là lại chỉ xem thôi chứ nói ít thôi, nó nhiều quá cũng chỗ người ta đang ấy nó nhiều quá cũng không hay nên mình cũng ít có nói. Rồi còn bây giờ là thôi, cảm ơn các bạn nha, chúc tất cả mọi người luôn có những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào.
Bye bye, hẹn gặp lại clip tiếp theo nha. Bye bye, bye bye mọi người. Hey. Bye mọi người.